Xin chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Hôm nay xin giới thiệu với anh em về Chimney Tech model là AK100. Đây là dòng thương hiệu audio cao cấp của Nhật nha anh em. Điện áp là 100V, công suất của nó là 80W nha. Dòng này thì nó sẽ đánh là 4 sọt hàng lớn. Và ngoài chức năng là nghe nhạc thì nó sẽ có tích hợp thêm là 3 cái mic nha để karaoke và có một cái Digital Echo. Chức năng low net nè, chỉnh bass chép, nấm rất là to nha anh em, nhìn rất là đẳng cấp nha. Echo kỹ thuật số nè, 4 ngõ vào, nút chỉnh ba lăng, low net đầy đủ luôn nha. Rồi bây giờ thì em sẽ test cái chất âm của Chimney Tech nha. Chất âm rất là uy lực và sáng tiếng nha anh em. Đây là nút chỉnh chép nè, nút chỉnh bass nha. Dòng này thì có chức năng low net luôn nha. Rồi bây giờ tiếp theo thì em sẽ test cái chức năng echo nha anh em. Nó vẫn ăn theo cái volume của music luôn nha. Đây là có 3 cái volume của mic đây, riêng biệt nha. Alo, alo, 1, 2. Alo, 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 dòng này thì anh em vẫn có thể sử dụng để karaoke, ngon bảo rẻ trong tầm giá nha. Alo 112, alo 112, alo 12, alo 1246, alo, alo 112, alo 1246, alo 112. Rồi echo cũng rất hay. Và hiện tại là em đang phối ghép cùng với đôi loa Victor Bass 25 tĩnh cũng rất là lực nha anh em. Bạo lực luôn nha. Đối với cái dòng Ambitech AK100 này thì không thể nào chơi được đối với những cái loa Trung Quốc nha anh em. Chơi loại Nhật thì ok nha, bạch 25 vô tư. Cận cảnh mặt trước của máy, phay nhôm màu đen rất là đẹp. Các nấm rất là to nha. Chuyển ngó vào, nấm echo kỹ thuật số. Chỉnh bass, chỉnh chép. Nút chỉnh giai điệu. Và ba cái volume của mic nha. Ở đây bị cấn nhẹ một góc nha. Mình kỹ mới thấy luôn. Đầu vào CD Tech AK100, tiếng áp 100V, công suất là 80W nha. Dòng này nghe nhạc cũng như là karaoke cũng rất là hay nha anh em, ngon bộ rẻ trong tầm giá luôn. Tech AK100 rụt căng sạch sẽ sáng màu, đánh bốn sọt hang lớn nha, hai xanh và hai đen. Về kích thước chiều ngang của máy nha, đây là dòng size lớn là 435mm, chiều cao là 120mm.
chiều sâu là 340mm. Sai lớn nha. Và với chiếc Mini Tech AK100 thì anh em có thể sử dụng để nghe nhạc, chất âm rất là hay nha, tiếng chép rất là sáng và tiếng bass lực có low net, cũng như là chức năng karaoke ngon bộ rẻ trong tầm giá. Và với chiếc Mini Tech AK100 thì em sẽ bán với giá là 1.950.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ tới số điện thoại 0834563852, em ship hàng toàn quốc. Anh em xem kênh ủng hộ em vui lòng nhấn nút đăng ký phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.